Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video câu chuyện ngày hôm nay của Phát Finstyle. Những người vô sản đang là cách mà người ta nói về Arsenal và Liverpool trong suốt nửa tuần lễ vừa qua. Từ cái đêm chủ nhật định mệnh đáng quên cho Aston Villa, pháo thủ đã đứng trước nguy cơ trắng tay toàn tập. Đặc biệt là đấu trường ngoại hạng Anh, nếu mà lúc này đoàn quân của Pep Guardiola lại đang dẫn đầu với cái biệt 2 điểm. Chắc chắn ai cũng hiểu, việc san bằng điểm số với Manchester City ở giai đoạn này còn khó hơn lên trời. Mikel Arteta rõ ràng không phải là một gã huấn luyện viên ngây ngô mà không nhận ra điều ấy. Một giải pháp cho đội bóng Bắc London lúc này là họ phải xoay trục, tức có nghĩa là sẽ tập trung toàn bộ sức mạnh cho đấu trường Champions League, nơi mà họ sẽ gặp Hùm Xám vào tối ngày hôm nay. Nhưng mục tiêu nào đi chăng nữa cũng có cái khó riêng của nó. Muốn vào hang hùm để bắt cọp ư? Arsenal chắc chắn phải thay đổi rất nhiều so với trận gặp Aston Villa vừa qua. Họ cần một tâm thế mới, một sự tập trung cao độ hơn và đặc biệt họ cần quay trở lại với sơ đồ chiến thuật hủy diệt của mình. Khi đó chúng ta mới có khả năng bàn về chuyện thắng bại của đội bóng này. Phải công nhận một điều rằng Arsenal đã tự ấn vào chiếc nút tự hủy rất đau đớn. Từ vị thế của một đội bóng đang có phong độ cao nhất châu Âu thì đùng một cái, những khẩu đại bác thành London bị người ta mỉa mai, chẳng khác nào khẩu súng nước trong trận gặp Aston Villa. Càng cay đắng hơn nữa khi trận thua ấy đến ở thời điểm nhạy cảm nhất của mùa giải. Arsenal không đơn thuần chỉ mất 3 điểm mà còn mất hoàn toàn lợi thế chủ động trên chiến trường, mà chỉ vòng đấu trước đó họ vẫn là những kẻ thống trị trên đỉnh bảng xếp hạng. Mục tiêu Premier League dần đang bắt đầu xa tầm với của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta. Thậm chí nói trắng ra, trông chờ Manchester City sẩy chân trước những đối thủ sắp tới là chuyện cực kỳ khó. Cơ hội vô địch của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola nhiều người cho rằng đạt ngưỡng 90% rồi. Việc phá thủ cái lúc này đó là kiếm về một danh hiệu. Champions League đương nhiên sẽ đủ để họ cứu vớt một mùa giải đầy tiếc nuối nữa của mình. Song bên kia nước Đức, Bayern Munich cũng đã bay cúp sau 11 năm thống trị ở Bundesliga. Họ có đặt mục tiêu y hệt Arsenal đó là kiếm về một danh hiệu châu Âu để an ủi cho người hâm mộ. Vì thế sẽ không có chuyện hùm xám chơi hời hợt trước pháo thủ hoặc thiếu tập trung cho trận đấu tới. Chưa kể Allianz Arena luôn là một thứ gì đó rất ám ảnh với các cổ động viên Arsenal. Bối cảnh có thể cho huấn luyện viên Mikel Arteta chẳng khác nào việc họ tự cho Manchester City hết số vốn của mình rồi lại tham gia chương trình mang tên vượt qua chính mình. Những người bên kia ở nước Đức ngoài đang có rất nhiều bài tâm lý dành cho đại diện đến từ nước Anh. Họ kháo với nhau rằng hổ thì vẫn là hổ, con mèo thì lại hoàn mèo. Tức ở đây, Arsenal chính là chú mèo, còn hùm xám đích thị là hổ trong trận cầu tới. Cách để mèo vô hổ thì không thể nào có rồi. Nhưng hoàn toàn có một kịch bản để Arsenal trở lại hình hài một bác thợ săn để bắt chú hổ đang cùn vuốt này. Trước tiên, Arsenal cần hiểu vị thế của mình hiện tại. Họ cần mang đến nước Đức những gì tốt nhất có thể. Trong đó, đội hình hủy diệt từng gieo sầu cho rất nhiều đại diện ở ngoại hạng Anh cần phải được triển khai lại ngay lập tức. 4-3-3 vẫn sẽ là sơ đồ Mikel Arteta quen dùng. Nhưng về nhân sự và vị trí trên sân, ông cần phải ráp những điểm tối ưu nhất. Trận cầu với Bayern tới đây sẽ không có chỗ cho sự thử nghiệm hay bất kỳ sai số nào, dù ở nhỏ nhất. Trên hàng công, bộ ba nguyên tử tốt nhất mà Mikel Arteta cần phải sử dụng bao gồm Bukayo Saka bên hành lang phải, Calvert chờ trung tâm hàng tiền đạo và đương nhiên, cánh trái sẽ là Gabriel Martinelli. Đó là người sẽ đảm nhiệm cho trách còn lại. Ở phía dưới, khu vực trung tuyến, nhân sự tốt nhất lúc này bao gồm Jorginho, Declan Rice và đội trưởng Martin Odegaard. Nên nhớ đây là bộ ba đã chơi rất hay và có thể nói bóp nghẹt được hoàn toàn tuyến tiền vệ cùng xám ở lượt đi tại Emirates. Vì thế chẳng có lý do gì để Arteta không trọng dụng lại sơ đồ này cả. Hàng thủ vẫn là sự góp mặt của 4 cây trụ cột. Trong đó, Ben White và Zinchenko sẽ là hai chân chạy cánh chất lượng. Nhưng nhiều người cho rằng nên thay Zinchenko bằng một cầu thủ khác. Đặc biệt, bộ đôi trung vệ vẫn là Saliba và Gabriel. Đó sẽ là bức tường không thể xuyên phá mà Mikel Arteta mang tới Allianz Arena. Cái tên David Raya là lựa chọn tối ưu cho khung gỗ trong một trận đấu khó khăn như thế này. Đương nhiên, cái tên David Raya cũng sẽ là lựa chọn tối ưu cho khung gỗ trong một trận đấu khó khăn như thế này. Nói đến đây thì có lẽ nhiều người hâm mộ pháo thủ chỉ biết thốt lên hai từ giá như. Giá như Arteta không lây cái bệnh nghĩ quá nhiều của Pep. Giá như ông dụng lại sơ đồ với những con người này trong trận đấu với Aston Villa vừa qua, thì The Gunners đâu phải rơi vào cảnh chớ trêu như hiện nay. Thực tế ở trận đấu tự hủy cho Aston Villa, chiến gia người Tây Ban Nha đã có rất nhiều sự thay đổi, nhưng đa phần trong số ấy đều không giúp Arsenal trở tốt hơn. Đặc biệt là việc ông kéo Calvert xuống đá dưới trung tâm hàng tiền vệ, trong khi trước một đội bóng như Aston Villa, người ta rất cần những nhân sự chất lượng người hàng công. Cái tên Leandro Trossard trong trận đấu ấy cũng hoàn toàn mất tăm. Cộng thêm chân sút chơi cao nhất là Gabriel Jesus liên tục tỏ ra vô duyên trước khung thành của Martinez, khiến cho pháo thủ trở thành một khẩu đại bác hết đạn đúng nghĩa. Với sơ đồ này, rõ ràng nhiều cổ động viên của pháo thủ sẽ phần nào yên tâm hơn về một kết quả có lợi cho chiến quân cam go đến Allianz Arena. Nên nhớ, nhân sự của Bayern Munich cũng đang gặp rất nhiều vấn đề. Họ mất chân chạy cánh Gnabry, họ mất luôn cả Kingsley Coman và tai hại hơn là rất nhiều tiền vệ của câu lạc bộ này đang có những vấn đề đau nhẹ trong buổi tập mới đây. Trong khi đó, pháo thủ đang có cho mình lực lượng ở mức hoàn hảo. Đặt lên bàn cân, hàng công của Arsenal lúc này đang được đánh giá nhỉnh hơn. Ngoài trận thua mới đây cho Aston Villa, các tiền đạo của pháo thủ đang có phong độ rất cao và luôn ghi bàn đều đặn qua mỗi trận đấu. Đặc biệt là trường hợp của Kai Havertz. Khi Đôn Anh lên đá cao nhất trong sơ đồ này, chắc chắn sự khác biệt sẽ là điều mà chúng ta cảm nhận được rất rõ. Sẽ không còn hình ảnh một Arsenal thiếu liên kết nơi hàng công, cũng chẳng còn những tình huống ông kia truyền nhưng bàn này lại chạy lệch hướng. Hay câu chuyện hàng tiền vệ cũng thế. Nói khu vực trung tuyến của pháo thủ mạnh hơn bên phía Bayern Munich thì hơi khập khiễng, nhưng rõ ràng họ đủ sức chơi sòng phẳng.
Và nếu có cách tiếp cận đúng như trận đấu lượt đi, họ hoàn toàn có thể áp đảo các tiền vệ cùng xám. Nếu chỉ tính riêng ở khâu sáng tạo, Martin Odegaard và những đồng đội của anh đương nhiên cho thấy khả năng của mình làm tốt hơn những người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Còn ở hàng thủ, chắc chắn chúng ta không phải bàn quá nhiều. Trong phải tự nhiên mà Arsenal đang là đội nhận số bàn thua ít nhất Premier League ở mùa giải này. Bộ tứ vệ của Mikel Arteta rõ ràng đang làm rất tốt. Thậm chí nói một cách chính xác thì không phải là bộ tứ này thì có khả năng pháo thủ đã phải nhận nhiều hơn 2 bàn thua ở trận lượt đi. Nếu đang lên bàn cân với hàng thủ của Bayern Munich, người hâm mộ Arsenal có thể tự tin bức tường của họ cứng cáp hơn. Nói đi cũng phải nói lại, nếu muốn thắng Bayern Munich chỉ đội hình và nhân sự có lẽ là chưa đủ. Nên nhớ thứ tạo ra sự đáng sợ cùng xám chính là tâm lý thi đấu, đẳng cấp và sự lì lợm của họ. Ở đấu trường châu Âu họ luôn là một kẻ lầm lì, khó đoán. Ở sân chơi danh giá này, các cầu thủ của Bayern Munich cũng hơn hẳn Arsenal về kinh nghiệm. Minh chứng rõ ràng là riêng một mình thủ thành Manuel Neuer đã có số lần đá các trận ở vòng knockout Champions League cao hơn cả đội hình Arsenal trong trận lượt đi. Đó là chưa kể hàng loạt những cầu thủ khác có kinh nghiệm như Thomas Müller, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sané đều đã có trên 40 lần ra sân ở đấu trường C1. Đặc biệt họ chưa bao giờ có thói quen khoan nhượng cho bất kỳ đội bóng nào tới làm khách tại Allianz Arena. Vì thế đoàn quân của Mikel Arteta cần phải sốc lại tinh thần ngay lập tức nếu không muốn bị Bayern tạo sức ép và định đoạt trận đấu ngay từ những phút đầu tiên. Đã đến lúc quên đi thất bại trước Aston Villa, giờ là thời điểm đội bóng Bắc London hướng về chiến cúp tài vòi để cứu vớt lại mùa giải đang đứng trước bên cảnh trắng tay. Việc hạ Bayern Munich trên chính sân nhà của họ chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng, nhưng nên nhớ Arsenal đã không có đường lùi. Pháo thủ cần mang đến Allianz Arena một đội hình hủy diệt với những nhân sự tốt nhất hiện tại và tối ưu nhất. Đương nhiên, hãy bỏ nút tự hủy ở nhà, nếu không có lẽ pháo thủ sẽ lại trắng tay hoàn toàn ở mùa giải này. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại câu chuyện ngày hôm nay của Fat Freestyle. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của Fat Freestyle.